Thúy Vy và Xuân Long xin chào và cảm ơn quý khán giả cùng bà con nông dân đang dành sự quan tâm theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động do Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng thực hiện. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý khán giả và bà con những mô hình kinh tế nông nghiệp mới và hiệu quả, không chỉ riêng của bà con nông dân tại Lâm Đồng mà còn ở một số địa phương khác đáng quan tâm. Bây giờ chúng ta cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hàng thủ công mỹ nghệ tỉnh Lâm Đồng thu hút sự quan tâm của nhân dân địa phương và du khách tham quan mua sắm dịp cuối năm. Nông dân Lâm Đồng tất bật chăn nuôi chuẩn bị nguồn cung cho thị trường Tết. Huyện xây dựng thương hiệu bưởi vàng đặc trưng Hưng Yên của nhà nông Đào Chuyên. Đổi thay tập quán chăn nuôi để thoát nghèo, ghi nhận tại xã Đà Tông, huyện Đam Rồng. Thưa quý khán giả và bà con, từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 12, tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hàng thủ công mỹ nghệ tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân tại địa phương và du khách gần xa. Vẫn dù không khí Đà Lạt những ngày qua khá lạnh, nhưng không làm giảm sức mua của người tiêu dùng. Hội chợ triển lãm lần này quy tụ 250 gian hàng là các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh Lâm Đồng và 30 địa phương khác. Đây là một dịp để giới thiệu sản phẩm kích cầu tiêu dùng nội địa, đồng thời là dịp để giao thương, kết nối cung cầu, tạo điều kiện cho các hợp tác xã, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiếp cận với nhà phân phối, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm có chất lượng tới đông đảo người tiêu dùng. Người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu, tham quan, mua sắm các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng. Các sản phẩm đạt chứng nhận nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành như rau, hoa, maca. Đặc biệt sản phẩm cà phê rang xay nguyên chất là một trong những sản phẩm chủ lực của Lâm Đồng, được Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương chọn trong năm tỉnh Tây Nguyên để hỗ trợ đề án khuyến công quốc gia điểm, cũng thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng dịp này. Thưa quý vị, sản phẩm cà phê rang xay nguyên chất là một trong những sản phẩm chủ lực của Lâm Đồng, được Bộ Công Thương chọn trong năm tỉnh Tây Nguyên để hỗ trợ đề án khuyến công quốc gia điểm, cho thấy tiềm năng và lợi thế từ việc chế biến sâu cà phê tại địa phương của chúng ta. Vâng ạ, đúng vậy anh Xuân Long. Và theo như Thúy Vy được biết thì mức hỗ trợ lên tới 1 tỷ đồng mỗi năm cho các hợp tác xã, doanh nghiệp, các cơ sở chế biến cà phê. Dĩ nhiên khi sản phẩm cà phê được chế biến sâu sẽ góp phần gia tăng giá trị cho hạt cà phê và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Kinh phí hỗ trợ của đề án điểm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng suất và chất lượng trong chế biến cà phê là đề án không thu hồi kinh phí. Từ nguồn vốn mồi này, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ trong rang xay, thay đổi bao bì mẫu mã đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chỉ tính trong năm 2018 và 2019, với kinh phí hỗ trợ cho vay đầu tư nhà xưởng gần 3 tỷ đồng, nhưng đã thu hút hơn 11 tỷ đồng kinh phí đối ứng của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Lâm Đồng còn dành 30% kinh phí khuyến công địa phương để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất cà phê. Trong năm 2020 này, đề án dành 1 tỷ đồng hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến cà phê cho 3 đơn vị. Các đơn vị này đều đang liên kết trồng thu mua nguyên liệu cho hơn 300 hộ nông dân trồng cà phê với mục tiêu chính là giúp ngành cà phê phát triển bền vững. Từ người nông dân, nhà máy chế biến rang xay cho tới thành phẩm cuối cùng là cà phê được đưa ra phục vụ thị trường. Được biết, Lâm Đồng hiện có 117 doanh nghiệp cơ sở chế biến rang xay cà phê bột đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm với công suất hơn 5.600 tấn thành phẩm mỗi năm. Quả là một tin vui cho một sản phẩm thế mạnh của địa phương có thể rộng đường phát triển. Còn bây giờ là thông tin về tình hình chăn nuôi phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới của bà con nông dân tại địa phương chúng ta. Vâng ạ, thời điểm này nhiều gia trại và trang trại đang tích cực tái đàn, chăm sóc đàn gia súc gia cầm, chăn nuôi thủy sản để chuẩn bị cung ứng cho thị trường cuối năm. Theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Lâm Đồng, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh hiện nay dao động từ 70 đến 75.000 đồng một ký, tăng gần gấp đôi so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi. Trước sức hấp dẫn về mức giá nên nhu cầu tái đàn của các hộ dân cũng tăng theo, đặc biệt là chờ bán vào dịp Tết. Hiện trên địa bàn tỉnh đàn heo đã có chiều hướng tăng trở lại, đạt khoảng 90% so với thời điểm trước khi có dịch, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2019. Một số trang trại chăn nuôi heo tập trung quy mô lớn, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và trại chăn nuôi liên kết với các công ty như CB, Zafa, CJ Agri. Các hoạt động chăn nuôi đã trở lại bình thường, thậm chí tăng đàn. Tuy nhiên, các nông hộ do thị trường heo giống hiện cũng đang khá khan hiếm, với mức giá cao từ 2,5 đến 2,8 triệu đồng trên một con 6 kg. Cùng với đó, chi phí chăn nuôi tăng mạnh đang là trở ngại cho người chăn nuôi.
Việc bà con và các trang trại chăn nuôi trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động chăn nuôi nhằm bù đắp nguồn cung thịt heo phục vụ cho thị trường Tết cổ truyền là phù hợp. Để chủ động một phần nguồn cung tại chỗ, hạn chế tình trạng thiếu nguồn cung thịt heo vào cuối năm. Vì theo dự báo, dịp Tết năm nay, trên địa bàn tỉnh, nhu cầu về sản phẩm thịt các loại sẽ tăng khá. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều hộ chăn nuôi đã không chủ quan với tình hình dịch bệnh. Do đó, để chuẩn bị tái đàn phục vụ Tết, các nông hộ đã cẩn thận về nguồn heo nhập vào, thực hiện tiêm phòng và vệ sinh chuồng trại. Tuy nhiên, để chăm đàn heo vào thời gian này thì bà con cần chú ý đến chuồng trại kỹ lưỡng hơn, như là che chắn xung quanh tránh gió lùa, thắp điện để giữ ấm trong chuồng, nhất là heo mẹ và heo con. Ngoài ra, so với mùa nắng thì chỉ cần nuôi 4 tháng có thể xuất chuồng bán heo thịt, vụ này thời gian nuôi sẽ kéo dài hơn. Theo ngành nông nghiệp địa phương, vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay là việc tái đàn heo cần phải được kiểm soát và bảo đảm an toàn sinh học cho cả quá trình nuôi thì mới đem lại hiệu quả. Bởi dịch tả heo châu Phi vẫn đang tiềm ẩn và diễn biến hết sức phức tạp, nhất là tại các huyện phía Nam. Cùng với đẩy mạnh tái đàn heo thì người chăn nuôi trong tỉnh cũng đang đẩy mạnh chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm và thủy sản khác. Theo số liệu thống kê của Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Lâm Đồng, ngoài đàn heo gần 417.000 con, hiện toàn tỉnh có gần 80.000 con bò thịt, đàn dê hơn 12.500 con, gia cầm, thủy sản, chim cút hơn 10 triệu con. Ngoài các sản phẩm chăn nuôi truyền thống, những năm gần đây, thị trường thịt đặc sản đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng mỗi dịp Tết. Nguồn chăn nuôi trong tỉnh cũng trở nên đa dạng và dồi dào, giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn, cũng đang mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân như cá tầm, heo rừng, gà đóng tảo. Đơn cử như tại Đâm Rông, huyện có 5 doanh nghiệp và hơn 50 hộ dân đầu tư nuôi cá tầm với tổng diện tích trên 4 hectare, chủ yếu tại các xã Đạ Tông, Linh Strom và xã Romen, sản lượng lên tới vài trăm tấn cá thương phẩm mỗi năm. Có thể thấy rằng người chăn nuôi ở Lâm Đồng đã sẵn sàng nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu tới đây. Nhưng chúng tôi cũng xin được nhấn mạnh rằng bà con không nên chủ quan trong phòng chống dịch bệnh, cần phải thực hiện đúng các khuyến cáo của ngành chức năng để chăn nuôi an toàn và hiệu quả. Thưa quý vị, này cứ mỗi độ Tết đến xuân về thì chúng ta có thể thấy là những cây cảnh như là đào, mai hay là quất thì rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Và anh được biết là đào Tết sớm thì thường có giá rất cao, năm nay không biết thị trường như thế nào? Vâng ạ, đào Tết sớm để phục vụ thị trường Tết dương lịch, thời điểm này nhiều tiểu thương tại Hà Nội đã rao bán với giá mỗi cành dao động từ 300.000 đến 1 triệu đồng một cành. Theo tiết lộ của các tiểu thương, năm nay giá đào sẽ nhỉnh hơn từ 80 đến 100.000 đồng một cành so với mọi năm. Thông thường, nếu như mở bán sớm, lượng đào bích sẽ chiếm ưu thế hơn đào phai. Để phục vụ thị trường Hà Nội, ngoài đào Nhật Tân, các tiểu thương còn thu mua ở các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình. Đa phần hoa đào được bán đều là dòng cỡ vừa và nhỏ để phục vụ cắm bình hoặc mang đi lễ chùa. Trong các chương trình 365 ngày chuyển động tiếp theo thì chúng tôi sẽ cập nhật thêm cùng quý vị và bà con về giá cả các loại hoa để phục vụ Tết. Không chỉ có hoa trang trí Tết, các loại trái cây mang đặc trưng của mỗi vùng miền đều đang rộn ràng đón năm mới. Vâng ạ, ở nhiều địa phương, một số loại trái cây đặc trưng có thể trở thành cây trồng xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu của người nông dân địa phương đó. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến một nhà nông đam mê, yêu thích làm nông nghiệp, khát khao làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình là tỉnh Hưng Yên. Ông đã tự mày mò học hỏi cách lai tạo và ghép ra giống bưởi mang tên mình Đào Chuyên để cạnh tranh với các giống bưởi khác trên thị trường. Năm 2017, giống bưởi này được vinh danh top 50 thương hiệu xuất sắc ba miền. Từ tháng 10 năm 2018, sản phẩm bưởi Đào Chuyên của ông được dán tem truy xuất nguồn gốc trước khi bán ra thị trường. Và năm 2019, Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho thương hiệu bưởi Đào Chuyên. Từ đó, giống bưởi này được nhiều nông dân ở khắp nơi trong cả nước biết đến, tìm hiểu và mua về trồng. Giống bưởi này được ghép mắt của hai loại bưởi cổ, hình thức đẹp, quả chín có màu vàng tươi, vỏ mỏng, nhiều nước, ngọt mát, không đắng và nát tép. Bưởi Đào Chuyên dễ phân biệt với các giống bưởi khác như bưởi ra thành từng chùm, có chùm từ 6 đến 7 quả, cây trưởng thành có thể cho thu từ 150 đến 200 quả mỗi năm. Với đặc điểm cành khỏe nên chịu được trọng lượng khi bưởi to trĩu xuống, lá to dày, có màu xanh sẫm che được quả nên hạn chế tình trạng cháy nắng. Từ cuối tháng 10 âm lịch, cả vườn bưởi chín vàng, tỏa hương thơm ngát, trọng lượng trung bình đạt từ 1,3 đến 1,5 kg một quả, cá biệt có những quả đạt 2 kg. Với giá trung bình từ 30.000 đồng một quả, bưởi Đào Chuyên đã trở thành trái cây mang lại thu nhập cao cho không ít nông hộ.
Với huyện Đam Rông, qua hơn 10 năm được thụ hưởng chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo nghị quyết 30A của chính phủ, địa phương này đã có nhiều khởi sắc rõ rệt, đặc biệt là trong thay đổi thói quen tập quán canh tác của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Từ đó đã tạo nên nhiều bước chuyển mới trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Người dân được trao sinh kế đã ý thức rõ trách nhiệm, không trông chờ ỷ lại, nắm bắt được cơ hội để vươn lên thoát nghèo. Sau đây là ghi nhận thực tế tại xã Đà Tông, huyện Đam Rông của nhóm phóng viên thực hiện chương trình 365 ngày chuyển động. Với đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ canh tác lạc hậu, đời sống khó khăn, thói quen và tập quán thả rông trong chăn nuôi gia súc gia cầm không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả chăn nuôi mà còn tác động xấu đến môi trường và sức khỏe. Từ chỗ chăn nuôi thả rông, gia đình ông Sinh Ha Sung ở xã Đà Tông, huyện Đam Rông đã bắt đầu thay đổi thói quen chăn nuôi nhờ sự hỗ trợ của đề án cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò sinh sản do huyện triển khai. Trước kia thì chúng gia đình chúng tôi cũng có nuôi con bò nhưng mà nuôi thả như thế là cảm thấy như thế là khó khăn lắm về vấn đề là nó phá hoa màu, đồng thời là vấn đề con chắn. Như thế là từ chỗ đó thì được nhà nước là quan tâm rồi chỉ đạo, đồng thời là qua đi học hỏi thăm kinh nghiệm ở cấp nơi thì chúng tôi phải làm một đôi mô hình này. Là mô hình này như thế là có về vấn đề con bò cũng thấy cũng phát triển tốt. Còn vấn đề công chăn thì cũng đỡ hơn. Để đảm bảo thức ăn thô xanh, địa phương đã vận động bà con trồng cỏ nuôi bò. Gia đình ông Cơ Tría Hà Bằng nuôi 10 con bò giống. Ông đã học tập ủ cỏ cho bò ăn vào mùa mưa. Những ngày được có cỏ thì mình thả rông. Nhưng mà đến khi ngày không có cỏ thì mình được về chuồng ủ cỏ để cho nó bò ăn dần trong ngày đó. Hiện nay thì cái chủ trương của Đảng ủy ban xã thì chúng tôi đang thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là những cái vùng bãi bồi ven sông mà tận dụng được trồng cỏ thì chúng tôi sẽ khuyến khích tuyên truyền bà con là tập trung trồng cỏ nuôi bò. Thì bằng các cái nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước rồi bằng cái nội lực của bà con địa phương thì chúng tôi đang triệt để các cái đất trống rồi các bãi bồi để tăng cái diện tích và phối hợp với các cái phòng ban như là trung tâm nông nghiệp là sẽ tuyên truyền vận động cho bà con là bằng cái hình thức là nuôi bò bán nhốt, vừa tận dụng những nguồn cỏ tại địa phương, vừa tận dụng cỏ mà bà con trồng được và thông qua các cái dự án, các cái chương trình mà đặc biệt là ủ lên men các cái giống cỏ. Các nguồn vốn hỗ trợ được ưu tiên đầu tư cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng tập trung, không dàn trải, đã tạo hiệu quả nội lực căn bản giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Phong trào thi đua sản xuất làm giàu trong nhân dân ngày càng cao. Nhiều hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo đã tự lực tận dụng có hiệu quả các nguồn vốn, chương trình hỗ trợ để thoát nghèo, tạo diện mạo mới cho nông nghiệp, nông thôn, địa phương. Một đồng hành cùng nhà nông vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Quý vị và bà con quan tâm muốn đóng góp chia sẻ thông tin về các mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633829930. Đến đây thì Thúy Vi và Xuân Long xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả vào chương trình ngày mai.